Xin chào tất cả các anh chị em là Lan và hôm nay em có mặt tại nơi đây chính là một trong những office của công ty Anthony Vince Nail Spa and em Vince Nail Spa. Thì cái location này, office này nằm ở thành phố Cincinnati, Ohio. Thì anh chị biết đó, ngoài những cái việc partner manager ta run cái tiệm hàng ngày ở tiệm, thì đằng sau đó tụi em có một đội ngũ office. Thì có mấy anh chị em ở đây lúc nào cũng làm những cái công việc help để giúp thêm cho những cái người manager, partner manager để run cái tiệm của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Dạ, cảm ơn anh chị và mời anh chị theo dõi, đi theo em để cùng theo dõi cái office của phía bên em nhé. Xin mời. Hello anh Vinh. Hello em. Em lúc mà em vô office thì em thấy mình có nhiều thương hiệu quá, cho nên là em cũng get lost luôn. Anh có thể giới thiệu cho mọi người biết là trong công ty mình làm chính là cái gì và ngoài ra mình còn offer những cái service gì khác không anh Vinh? Ok. Trước mắt anh Vinh gửi lời chào tất cả mọi người đã theo dõi của em Vinh YouTube ha. Thì hôm nay anh Vinh rất là hân hạnh để giới thiệu sơ cái tiểu sử để cho cái công ty. Để nói cho mọi người biết là cái công ty của mình làm chính là cái gì ha. Thì tất cả các anh chị thấy là thực ra mình own rất là nhiều công ty, nhưng mà 6 cái công ty được để trên đây là 6 cái công ty chính của cái công ty chính của tụi anh. Thì cái đầu tiên á, thì là kêu là Alpha Beta Tax Service. Mình có những cái người mà chuyên về lĩnh vực accounting, take care order, sổ sách, bookkeeping hết cho công ty. Rồi ngoài ra mình cũng có làm cho một số ngoài, nhưng mà cái chính của mình là để có một cái đội ngũ rất là hoành tráng, là lo hết cho sổ sách, thế má của công ty. Thì đó là cái đầu tiên là gọi là Alpha Beta Tax Service. Cho nên tất cả những cái location của mình là có cái công ty in-house để mà lo cho cái lĩnh vực đó. Rồi cái thứ nhì thì chắc khỏi nói, ai cũng biết coi là Anthony Vince Nail Spa. Thì công ty đó là lúc trước mình operating tất cả, hiện giờ là 25 tiểu bang, chuẩn bị mở tiểu bang thứ 26. Cho nên là nhiều cái tiệm lúc trước hồi thời xưa là coi là Anthony Vince Nail Spa Inc. Cho nên ai cũng biết là cái chính của mình là Anthony Vince Nail Spa. Rồi cái thứ ba là cái Creation by Lam, là cái công ty construction của công ty. Tất cả những cái construction, những cái team xây dựng những cái thương hiệu của mình là từ in-house construction, là gọi là Creation by Lam, là build xây cất hết tất cả mọi cái tiệm của mình toàn nước Mỹ. Thì cũng có nhiều người, rất là nhiều người contact với anh hỏi là anh Vinh có xây tiệm cho em không, nhưng mà thật ra cái chính của mình là mình chỉ làm cho cái công ty là chính, tại vì cái công việc rất là bận rộn, phải care on cái thương hiệu của mình. Cho nên hiện giờ thì mình không có như cái construction của mình không có như là đi ra ngoài để mà lấy cái bit hay là để xây cho những cái tiệm khác. Đó là cái thứ ba là call là Creation by Lam. Còn anh Vinh cũng muốn giới thiệu sơ luôn, thì các bạn thấy Lam Ho Pantry Farm, chắc ai cũng ngạc nhiên cái đây, thì nó không có liên quan gì hết, nhưng mà thật ra sẵn ra anh Vinh cũng muốn nói cho mọi người biết luôn, Vinh cũng muốn cho mọi người biết luôn. Thì Lam là anh Michael Lam, last name anh là anh Vinh Hồ. Thì anh với Michael cũng có partner với lại anh em Gia Lai team để mà làm cái chuồng gà ở dưới Atlanta. Thì anh Úc với là anh Sam là partner with công ty. Thì anh Úc với anh Sam là hai người chịu trách nhiệm chính để mà lo quản lý mấy cái chuồng gà của anh Vinh tại dưới Atlanta. Thì cái chuồng gà của anh một chuồng là 119 acre đất. Thì khoảng chừng, anh nghĩ khoảng chừng gần 30 hectare. Thì mỗi cái chuồng của anh nuôi thì một bên thì anh có 12 chuồng, mà mỗi chuồng nuôi khoảng chừng là 40.000 con gà. Thì 12 chuồng thì nuôi khoảng chừng mỗi lứa gà của tụi anh thì khoảng chừng gần 500.000 con. Đó, theo tất cả các bạn biết cái đồ ăn chính, thức ăn chính nhất của Mỹ là thịt gà. Ăn họ rất là đơn giản, gà với bò. Thì mình làm gà để mình cung cấp cho cái thị trường thì không bao giờ mình đi sai được.
cho nên anh Vinh cũng nhảy vô lĩnh vực này. Thì ngoài công việc chính thì anh cũng chia cho cái cách kinh doanh của anh ra thành nhiều mảng để cho mình có cái chỗ này chỗ kia. Đó là call là Lem Hồ Pantry Farm. Rồi cái concept mới của mình là call là Em Vinh C Nail Spa. Thì bây giờ tất cả các bạn đã thấy là cái new concept open để mình theo kịp cái thời hướng modern look như những cái vô khác, thì tất cả các anh chị thấy đó là Em Vinh C Nail Spa. Thì công ty mới cũng 2 năm nhưng mà mình có khoảng chừng 10 tiệm. Nhưng mà bây giờ thì từ đây trở đi thì tất cả các anh chị sẽ thấy cái Em Vinh C Nail Spa sẽ mở nhiều hơn. Đó, tại vì Covid cho nên mình hơi chậm lại chút xíu. Đó, rồi sau đó mọi thứ nó ổn định, có thể là bạn sẽ thấy rất là nhiều tiệm Em Vinh C Nail Spa sẽ mở. Còn cái cuối cùng, cái Venture Merchant and Lending Solution, thì tất cả những cái tiệm mình, cái account của mình rất là lớn, nói cái volume sale trong cái công ty mình lớn, thì mình deal thẳng với tụi Visa, Mastercard. Thì là mình chủ một cái công ty là làm tất cả processing về credit card, merchant hết. Nhưng mà thực ra cái công ty mình chủ yếu mình processing the more là mình làm cho công ty in-house, chứ mình cũng không có ra ngoài để mà lấy khách hàng để mà bán thương hiệu gì hết. Đó, cho nên á, các bạn thấy tất cả những cái merchant, những cái tiền trong công ty ra vô là do công ty quản lý, là có một cái công ty under là called Venture Merchant. Đó, là lo hết tất cả cái thủ tục đó. Cho nên ngoài ra có 6 công ty, nhưng mà có nhiều công ty nhỏ nữa thì anh Vinh không có bỏ lên đây. Thì đây là 6 công ty chính của anh với anh Michael. Cảm ơn anh Vinh đã chia sẻ về những cái product mà của công ty mình offer cho cái thị trường nước Mỹ này. Cảm ơn anh rất nhiều. Standing next to me here is Miss Beautiful Kelly Woolley. Okay, Kelly. So I know that you have been joining the company more than, you know, before I even, you know, started. So can you please like introduce yourself and tell us a little bit about like, you know, how the company started and how you started with the company? Sure. My name is Kelly Woolley, Director of Operations. I've been with Anthony Vince Nail Spa almost 15 years. I started at Vin and Michael's, one of their first salons in Toledo, Ohio. I decided to do nails to put myself through school, work there on the weekends. And when they decided to expand their business, I was graduating from college, and they invited me to join their team. And of course, I said yes without hesitation, and I never looked back. We started such a small company, like every small business does. We wore all the hats. Everything, it was all us, just me, Michael, and Vince, planning the salons, working through the leases, hiring, doing all the grand openings with just 3 people and the help of their families. Kelly, so I remember, like, you know, Michael and Vince always told me like how we started with a small office at, you know, one, you know, small corners of the nail salon. And can you tell me like what do you think about when you moved to this new office? What do you think? I love this new office. 15 years ago, our office was actually a closet in the salon. We didn't even have desks. We just had pieces of granite sitting on top of filing cabinets. Oh, wow. And it was very tight working quarters. So this office here is amazing. We not only have offices, we have the training conference center, we have the warehouse and fulfillment center for all the Anthony Vince product. Thank you. And again, cái location này, cái office này thì tại vì là do những cái thành viên trong này là chịu trách nhiệm về help những cái partner manager để run tiệm, giống như là quản lý khách hàng và thợ thay ở center này. Cho nên là bên này tụi em chỉ có là quản lý những cái product giống như nước sơn hay là những cái gì nhỏ nhỏ của công ty thôi. Còn ngoài ra trên Mommy thì tụi em có một office khác là để giống như là supply nhiều hơn mà phải ship mà nhiều hơn, thì tụi em có một office khác. Thì cái next video anh chị sẽ tụi em sẽ dắt anh chị đi tham khảo office đó. Thank you. It has been the opportunity of a lifetime and I'm so grateful for Michael and Vince
parents for believing in me and giving me a chance to be part of their, what it is right now, such a big, strong business. Và đứng bên cạnh em hôm nay là hai người đẹp tên là Helen và Anna. Thì mọi người biết thì Helen là cánh tay phải của em, là Anna rất là giống như là giúp đỡ em rất là nhiều trong để giúp run cái giúp các tiệm để phát triển. Kính chào anh chị, em là Anna, em have been with AV 4 năm rồi. Công việc chính của em ở đây là take care of payroll với lại thuế. Em là một trong những thành viên của group làm payroll và thuế cho công ty AV and Invents. Em rất là happy to be one of the family here. AV đối xử với tụi em rất là tốt, công việc rất là mọi người đều giúp đỡ nhau, rất là tận tâm. Em rất là happy với cái công việc ở đây. Yeah. Ok, cảm ơn Anna. Còn thế bao chị Hằng thì suy nghĩ như thế nào? Chị Hằng có thể giới thiệu cho mọi người biết là chị Hằng với công ty bao lâu rồi và nhiệm vụ rồi công việc của chị Hằng hàng ngày như thế nào đối với AV? Trước hết em xin chào tất cả mọi người. Em là Helen. Mặc dù em chỉ tham gia công ty mới có 2 năm thôi, nhưng mà đây là một môi trường mà rất là chuyên nghiệp. Mỗi một ngày em đến văn phòng để làm với mọi người thì giống như là một em học được nhiều điều mới mẻ, rồi từ các anh chị management chỉ cho em rất là nhiều điều. Mỗi một ngày giống như là một chân trời mới khi em đến công ty. Mọi người Big Boss ở đây thì đối xử với mọi người rất là friendly, rồi đồng nghiệp của em cũng rất là vui vẻ, và đặc biệt là các anh chị ở tất cả các location hỗ trợ tụi em rất là nhiều. Thì thông qua đây em cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị đã hỗ trợ cho team office của tụi em rất là nhiều. Và em cũng là một trong những thành viên của Accounting Department. Và nếu mà tất cả các anh chị cần gì tụi em hỗ trợ thêm thì đừng ngần ngại mà hãy gọi cho tụi em ngay khi mà anh chị cần. Dạ, em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đứng bên cạnh Lan đây là Annie, Annie and Hun. Thì Lan được biết là An cũng là một thành viên chính của công ty để giúp công ty càng ngày càng phát triển. Thì An có thể giới thiệu về An một chút xíu và công việc hàng ngày của An cho công ty như thế nào được không? Yeah, em tên là An, em được vô AV cũng khoảng chừng gần 4 năm rồi. Tháng 10 này là được 4 năm. Thì công việc hàng ngày của em là đa số làm giấy tờ cho những tiệm hoặc là những anh chị nào manager cần phụ về có problem gì với khách hàng hoặc là với gift card hay là với utility giống như là điện đút này, nước này hay cái gì đó, thì anh chị hay thường gọi em để em kind of em phụ rồi em giúp solve cái problem đó trong hàng ngày để cho anh chị và manager có thể dễ làm việc hơn và có thể lấy cái thời gian của họ ra để lo cho thợ với lo cho khách lúc đó, không phải cần lo những cái việc đằng sau. Em rất thích là cái môi trường của AV là rất là thoáng, mọi người ủng hộ nhau, mỗi người cũng rất là kiểu mà gọi là gia đình á, rất là thân thiện, nói chuyện với nhau, cái gì cũng giúp đỡ nhau. Thì em thấy là được làm một cái thành viên cho AV thì rất là ok luôn. Ngoài ra làm những cái việc đằng sau lưng của hậu trường thì em có làm marketing cho AV nữa. Thì marketing thì em thường những mình thấy tiệm mình cần thêm, đã giống như kiểu muốn tiến triển thêm, muốn nhận thêm khách hàng thêm, thì mình lúc đó mình sẽ suy nghĩ ra là cái market của chỗ cái thành phố đó hoặc là cái tiểu bang đó có những khách hàng như thế nào, mình phải học và mình phải hiểu rõ cái khách hàng của mình để lúc đó là mình phải phân phối ra để mình biết là cách nào để mình thu hút khách được lại cho về cho mình. Thì cái đó cũng là một trong những công việc mà em làm hàng ngày. Ok, cảm ơn An rất nhiều. Và đây là Huân. Huân có thể giới thiệu chút xíu về Huân đã tham gia công ty bao lâu rồi và nhiệm vụ chính của Huân như thế nào trong công việc hàng ngày? Dạ, em tên là Huân. Em là thiết kế đồ họa, người thiết kế đồ họa cho Anthony Vince. Em mới vô đây được khoảng 4 tháng thôi. Nhưng mà vô đây em thấy rất là thoải mái, rất là cái môi trường rất là hòa đồng với nhau. Mọi người cũng treat em rất là như là mấy người chị lớn, tại vì tính ra em cũng là người nhỏ nhất ở đây. Yeah. Cho nên em thấy rất là vui. Công việc hàng ngày của em thì là
tạo những cái marketing strategy hay là những cái design cho đi qua chị Ân, tạo ra và post lên trên Facebook hay là Instagram hay là những cái social media để mà mình thu hút khách, là em là cái người tạo ra những cái graphic đó để mà mình reach được cái customer của mình. Và ngoài ra đó nữa là em cũng làm lại menu cho Anthony Vince, nhiều cái cũng cũ rồi. Thì đó, thì mình update rồi mình làm cho nó nhìn nó đẹp mắt hơn, là mình nó gọn gàng hơn nữa. Thì đó là nhiệm vụ hàng ngày của em. Và tiện đây Lan cũng xin đại diện công ty cảm ơn hai em rất là nhiều, lúc nào cũng nỗ lực làm việc hết mình để cùng nhau xây dựng cái công ty AV của mình để cho mọi người nhiều người biết đến nhiều hơn. Cảm ơn. Và đứng bên cạnh em đây là chị gái tên là Christy. Chị Khánh là chị là vợ của anh Michael. Thì các anh chị em cũng biết là anh Michael là partner chính của anh Vinh. Thì đây chị Khánh. Chị Khánh có thể cho em biết là nhiệm vụ của chị trong công ty là như thế nào được không? Xin chào mọi người, mình là Khánh. Một công việc mình ở chỗ trong công ty là mỗi khi có tiệm mới open mình sẽ tới rồi phụ set up cho cái ngày grand opening. Rồi nếu mà cần á, thì mình ở lại phụ cho bà con một tuần, đến khi mà công việc nó vô nề nếp rồi thì mình đi move on to tiệm khác. Công việc của mình cũng vui lắm, được đi chơi rất là nhiều chỗ, gặp rất là nhiều người rất là dễ thương. Ok, em cảm ơn chị. Vậy là em cảm nhận được chắc chị cũng rất là yêu công việc chị ha. Giống như là get to go everywhere, yeah. And gặp nhiều người, kết bạn nhiều người. Rồi trong em biết là chị đi rất là nhiều tiểu bang rồi. Thì cái thành phố hoặc là cái tiểu bang nào là cái tiểu bang chị thích nhất? Tất cả mọi tiểu bang mình tới đều rất là đẹp. Mà đồ ăn cũng rất là ngon. Gặp nhiều rất là nhiều bạn, rất là mấy người rất là dễ thương, toàn là những người dễ thương không à. Cho nên là công việc rất là tốt, rất là vui. Vậy là chị thích bằng nói tiểu bang luôn, rất là thành phố nào cũng thích hết á. Xin mời các anh chị cùng theo em để mình tham quan phần còn lại của cái warehouse này anh chị nhé. Let's theo em. Thì đây là một trong những location của công ty Anthony Vince Nail Spa. Thì ở đây mainly là tụi em chỉ có giống như là chứa đựng polish này nọ để ship to các tiệm nail này nọ thôi. Mà ngoài cái warehouse này ra, tụi em cũng có một số cái warehouse ở những cái thành phố khác là nó lớn hơn, nó bự hơn. Tại vì giống như là mình chứa những cái dụng cụ mà giống như pedicure kit, disposable kit hay là towel này nọ. Thì nói chung là cái chỗ đó phải cần storage lớn hơn, thì trên đó sẽ chịu trách nhiệm về những cái sản phẩm đó, cùng với tất cả bàn ghế hay là furniture trong tiệm là công ty em đều tự làm hết. Dạ, đây là một phần nhỏ của warehouse thôi, nước sơn thôi. Dạ. Và ngồi bên cạnh em đây là hai cô gái rất là trẻ đẹp. Thì bây giờ em sẽ để cho hai chị giới thiệu về bản thân chút xíu anh chị nhé. Hi, I'm Ashley Williams. I started the company last March, so I'm a little newer. I'm just about 3 months in. I really enjoy this job. I enjoy communicating with the customers, responding to reviews, taking care of just anything customer service-wise and following up with them, making sure every customer is happy and that every review is responded to and that any complaint gets handled and resolved as soon as possible. I just really enjoy this job. It's been great. I love it here. They've been very welcoming. It's more like family, and we work as a team, and it's a team effort. And I love that about this company, and it's been a blessing in my life for sure. Thank you. Thank you, Ashley. Okay, how about can you please introduce yourself a little bit? Yeah. Hi, my name is Christine Wing. I've been a part of this company for close to about 2 years now. I assist with customer service and any of the social media aspects. I personally really like this job just because I get to reach out to a lot of managers and get to interact with them on a daily basis, and then allow them to like assist our customers in a timely manner.
Thank you, Christine. Thì anh chị cũng có thể thấy đó là hai chị này là đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với lại cả công ty. Thì tất cả những cái complaint hay customer service hay tất cả những cái gì mà khó khăn trong tiệm mà giống như là khách không hài lòng, không happy, thì ở đằng sau những cái tiệm tụi em có thì ở hai người này là hai người chính để giúp tụi em trả lời khách. Thì anh chị cũng có thể thấy đó, ví dụ anh chị cũng có tiệm rồi, đôi lúc khách complain này nọ, đôi lúc mình cũng giống như là khó để giải quyết, nhưng mà hai chị này thì rất là professional, là họ cái nhiệm vụ chính của họ là make sure customer là phải happy, hài lòng với cái service. Nhiều khi mình ở tiệm mình bực, mình không nói được, cho nên là công ty em lúc nào cũng có người in the back để giống như là take care, để nói khách. Tự nhiên mình có người third party như vậy thì tự nhiên làm cho khách cảm thấy họ feel more important, và họ có thể giống như là hài hòa và họ cảm thấy là họ được take care đỡ hơn. So can you please tell me what is the most difficult of your role? The most difficult I would find is the reviews that are kind of harsh, and when we communicate with them through email, they're not very pleasant. So that can be a little difficult regarding communication wise. Some of them can be quite nasty, but we always handle it with professionalism and with grace, and we resolve each problem on its own, like independently. And if we have to call the customer, we will, to figure out a resolution to their issue. We're very customer service oriented, and it's just been amazing to meet everybody here. Thank you, Ashley. Okay, how about Christine? What do you think about it? I think the most difficult part is just, especially when you're coming in and you don't know exactly what happened at the salon, because we're not there. So if you reach out to the customer, we don't mean to like come off as like, hurry up and let us know. Or that like we're either just like getting them to like continuously message us back, because we understand they're busy. But we just want to understand, and that way we can talk to the customer. So that part's a little bit difficult. Especially coming in from the weekend, it's been a long weekend, and sometimes they just don't remember, especially the customers that like none of them make sense, or the fact that like they don't seem as if they actually happened at the salon. So that can be a little bit difficult to remember, but we try our best. Thank you, Christine. Thì anh chị có thể thấy giống như là customer service lúc nào cũng là vấn đề khó nhất mà trong cái lĩnh vực ngành nail của mình. Thì I represent for the company Anthony Vince Nail Spa and Envin Nail Spa. Like, thank you so much for all the hard work that you have contributed to the company. I know it's like really stressful job, but you know, you are doing so great. Thank you. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian bận rộn ra theo dõi công ty để giống như là cùng xem, tìm hiểu thêm về công ty. Em cảm ơn anh chị rất nhiều, và anh chị hãy giúp em like and subscribe the channel để anh chị có thể xem nhiều video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn anh chị.